ngày 11 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Vietinbank đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển và đón nhận các phần thưởng cao quý của nhà nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự sự kiện đặc biệt ý nghĩa này còn có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ban ngành địa phương. Về phía Vietinbank có đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng chí Trần Minh Bình, quyền Tổng giám đốc cùng các ông bà trong thường trực Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo Vietinbank, nguyên lãnh đạo Vietinbank qua các thời kỳ và cán bộ nhân viên Vietinbank. Trong diễn văn trình bày tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã khái quát lại chặng đường lịch sử 30 năm xây dựng và phát triển đầy tự hào của Vietinbank. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ nhấn mạnh, phần thưởng lớn nhất và tự hào nhất đối với Vietinbank chính là sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, của ngành ngân hàng, của các cổ đông, đối tác, khách hàng và nhân dân dành cho Vietinbank. Đây là tài sản quý giá nhất, cần được trân trọng và giữ gìn vì sự phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững của hệ thống Vietinbank. Để ghi nhận những thành tích, nỗ lực vượt bậc, những đóng góp quan trọng của Vietinbank trong suốt 30 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai và cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo và cán bộ Vietinbank. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà tập thể cán bộ nhân viên Vietinbank đã đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển. Thủ tướng khẳng định, 30 năm qua, Vietinbank đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tin tưởng giao phó. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng tất cả cán bộ nhân viên của Vietinbank sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, nuôi dưỡng hoài bão, duy trì ngọn lửa khát vọng cháy bỏng, mãnh liệt, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ phát triển vững mạnh, hội nhập thành công, xứng đáng với các thế hệ đi trước và niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân đối với Vietinbank. Tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã chúc mừng những thành tích mà tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietinbank đã đạt được trong 30 năm qua. Đồng thời, Thống đốc cũng mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên Vietinbank luôn đồng sức, đồng lòng, quyết tâm gặt hái nhiều thành công hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của ngành ngân hàng nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và hơn 23.000 cán bộ nhân viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời mong muốn trên chặng đường sắp tới, Vietinbank sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các bộ, ban ngành Trung ương để Vietinbank tiếp tục phát triển, vững bước hướng tới tương lai với nhiều thắng lợi mới, to lớn và toàn diện hơn. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.